trời em. Đồng tranh mà tranh chân la, mắng em mãi chắc trời. Tan tình, tan tình, tình tan. Tan tình, tình là tình, tình tan. Ở đâu anh ở một mình, không quen mà không biết nó. Sao nhìn, sao nhìn người ta. Tan tình, tan tình, tình tan. Cô em ơi anh đâu dám đi ngang về tắt mà không hỏi chủ máy nhờ bà con điềm chi. Nên anh nhìn kỹ coi có phải em không? Phải không? Có đôi mắt dũng tâm tấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng chi. Giờ nhìn tan mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Năm trước cũng tương tự như em dáng dị bình thường. Này anh ơi, anh ở Sông Tiền hay Sông Hậu? Ê, dạ tôi ở cầu Cá Bằng. Xin lỗi anh thứ mấy à? Dạ thứ ba. Dạ em thứ tám mà. Vậy chứ anh ba khen em thiệt hay nãy vui vậy đó anh ba. À, thầy và cô cháu à, à cô cháu à, mấy lâu nay văn kỳ thân bất ký kỳ hình. Anh tôi gặp anh cũng mê liền. À, thiệt không? Thiệt mà cô. Mê ai? Mấy đàn bà hay con gái? Tôi mê, mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của ai? Của bà má bay. Giận em, con gái Mỹ Hạnh nói thiệt vậy đó anh ba à. Tôi thì cũng nghĩ làm sao nói ra làm vậy. Mà cô thì từ buổi cãi cứ trải qua buổi cà hoài. Anh ba ơi, ơi. Con gái làng em thiệt thà như đêm. Anh ba gieo làm chi điên quá cho thêm buồn. Coi cô Tám vậy nói trời chút xíu mà em giận em hờn. Anh nói vậy mà không có phải vậy đâu à nghe. Vậy chứ sao hả anh ba? Anh muốn hỏi em sản xuất lông canh lông dù cây lúa trồng đậu có tốt phải không? Vậy anh nghe em nói nghe. Nói đi. Đắng sông mì cúc mì nhà hồ vàng bơ ruộng lúa hoa màu dược. Trời tranh tan tình, tan tình, tình tan. Anh ba ơi, anh đừng khen em quá mà má em bả gầy bả quơ. Chứ gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay làm le. Chứ còn gì nữa? Còn ở đây nói với anh ba tình nghĩa thì chắc em phải chở vô nấu bữa cơm.
dạy anh ba nhà chơi ngang tưới xong ruộng đậu em về. Cô nói vậy tôi e không có tiện à. Vậy chứ không lẽ em chở vô nhà tiếp chuyện anh ba cho hết bữa sáng này hay sao? Cô cháu à, cây có gốc còn có ngầm, mới chân ra ngọn tôi muốn cùng cô cho chọn cái nghĩa mới quen. Ê trời, anh ba, anh nói gì mà em không hiểu à. Thôi để em đi tưới đậu kéo chưa rồi. Mà cô cháu à, mà cô cháu à, thôi thì hỏi cô lâu, cô làm lâu cô lưu chút mà hỏi hết một việc chẳng chút cũng không tôi thiệt bà cô cháu hết chút xíu à. Ý đâu có được, má em bà la chết chuyện em làm ruộng em hiểu, ở đây nói chuyện với anh ba hoài à, chắc đậu cà dưa chết hết theo hết anh ba ơi. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười bỏ hoa màu chết thôi, đừng nói chuyện với trai cả vui. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới, làng xóm yên vui no ấm muôn đời. Dạ cảm ơn cô cháu nha, lời cô là ý núi sông, chẳng tôi chắc lẽ trong lòng người. Nhà nông thiệt lắm anh ba ơi, nghĩ sao nói vậy anh đừng cười chê em. Anh đâu có cười đâu.